Quá giống. Ừ. Rồi tiếp cũng nhiều con nữa. Ví dụ như giờ tới con nhái bầu. Nhái bầu ở ngoài ruộng á. Dạ. Coi như trời mưa xuống ở quê thì nó sẽ có như con nhái bầu nó kêu. Rồi. Rồi tới đây là tới con dê. Con dê này chú gia dòng được 3 con. Con dê sùng sồn, con dê già. Dê con này nó kêu. Còn con dê sồn sồn nó sung nó có khí thế hơn. Còn dê già thì nó kêu không nổi. Nó... Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre để tìm về hoàn cảnh của chú Hồ Văn Ngon, người mà có một cái biệt tài giả giọng các con vật cũng như là giả giọng các miền Bắc Trung Nam. Và đây là một cái ngôi nhà của chú. Nơi đây là ngôi nhà thờ nơi chú đang ở khi lúc tuổi về già. Thì hoàn cảnh của chú như thế nào và tài của chú như thế nào, xin mời cô bác quý anh chị theo chân của Bùi Hồ để biết thêm về cái tài của chú Ngon. Dạ con chào chú. Dạ hôm nay con có dịp về huyện Châu Thành của tỉnh Bến Tre. Con được biết chú qua cái phương tiện là YouTube. Là con biết cái tài giả giọng của chú. Thì con không biết là con thấy lúc nãy con đi tham quan ở nhà của chú đó. Thì con thấy có rất là nhiều tranh và đặc biệt là rất là nhiều giải thưởng. Vậy thì hiện bây giờ chú có thể cho con biết là chú là đang làm nhiếp ảnh hả chú hả? À, chú đang là nhiếp ảnh. Dạ. Chú làm nhiếp ảnh lâu chưa chú? Chú chắc lẽ là trên 40 năm á. Chú nhớ cái ngày đầu tiên mà chú cầm máy là ngày 15 tháng 7 năm 1979. Dạ. Là cái ngày đầu tiên cầm máy ông thầy dạy chụp hình. Thì nếu tính cái thời gian tới nay là cũng trên 40 năm rồi. Hơn 40 năm. Dạ. Cái nghề đó là nghề chính của mình hay sao chú? Hay ngày ngoài cái nghề nhiếp ảnh thì chú có làm thêm nghề gì không? À, hồi trước đầu tiên là cái nghề nhiếp ảnh. Sau đó cái chú sang cái lĩnh vực là bên ngành giáo dục. Chú cũng vào ngành giáo dục cũng trên dưới 10 năm. Dạ. À, rồi sau đó về cái kinh tế nó khó khăn á. Thì chú lại chia tay ngành giáo dục rồi tiếp tục sang qua bên nhiếp ảnh, rồi từ đó mới tập tễnh qua làm bên báo chí này kia đó, là tham gia ảnh nghệ thuật. Vậy là chú vừa làm nhiếp ảnh vừa nhà báo, trước khi làm nhiếp ảnh thì chú là một giáo viên. Đúng rồi. Chú là giáo viên dạy dạy bên tiểu học mà làm cái khâu quản lý. Dạ, con thấy ở trong cái nhà của mình đó, nhà thờ, bên nhà thờ lúc nãy con có tham quan. Ừ. Là con thấy có rất là nhiều giấy chứng nhận về cái nhiếp ảnh của chú. Và chú có thể cho con biết là những cái giấy chứng nhận đó là mình đạt khi nào và khi mà mình đạt ở đâu đó chú? Coi như so cái chiều dài của thời gian đó, thì đúng chú cũng có được cũng khá những cái giải thưởng. Thì ở giải tỉnh có, khu vực cũng có, rồi của đặc biệt là ở quốc tế. Cũng như năm 2012, cái hội nhiếp ảnh Việt Mỹ là UNFPA ở ngoài Mỹ, hội nhiếp ảnh nghệ thuật bên Mỹ, nó có tổ chức một cuộc thi ảnh nghệ thuật cho thế giới thi. Dạ. Thì tại cái cuộc thi này nó có tất cả là 61 nước trên thế giới tham dự. Thì chú đi như vậy là 8 tác phẩm dự thi. Như vậy là đi thi qua mạng á. Thì trong 8 tác phẩm đó chú được 6 tấm, 3 tấm được triển lãm, còn 3 tấm có giải. Là một cái giải huy chương đồng ở hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ, một cái chương bạc ở Hoa Kỳ, và đặc biệt có một cái giải cao hơn là một cái huy chương bạc phi áp do liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế họ xác nhận. Cái giải mà cô chú nói đạt cao nhất là cái tác phẩm nó tên gì hả chú ha? Tác phẩm tên tác phẩm Lão Nông, chụp cái ông già này ở ở huyện Bình Đại, Ba Tri. Dạ. Thì đến nay là chú xin phép cho con hỏi là đến nay thì chú đã được bao nhiêu xuân rồi? Nếu tính tuổi thật nay hiện giờ là chú 66 tuổi, là sinh năm Ất Mùi á. Dạ. Nhưng mà hồi trước là con út của một gia đình,
cho nên con út thường thường nó ưa hư lắm, nó nhũng nhẽo rồi nó không chịu đi học, cho nên chú đi học rất trễ. Dạ. Rồi đi thi vào cái tiểu học không đủ tuổi thi rồi mới làm cái cây xanh lại, cho nên hiện giờ nếu tôn giấy á là chú sinh ngày 158 mới 62 tuổi thôi, chứ tuổi thật ở ngoài là 66 tuổi. À, chú ơi, con cũng được tìm hiểu một số thông tin qua, không những qua YouTube mà con sau khi được thông qua YouTube thì con tìm hiểu qua báo, một số báo của Bến Tre rồi đó, báo Xuân đồ, thì con thấy chú là một nhiếp ảnh, nhưng mà trong báo có nêu về cái hoàn cảnh của chú là hiện nay chú đang một mang một cái căn bệnh gút. Vậy thì bây giờ cái tình trạng sức khỏe của mình như thế nào chú? Coi như cái bệnh gút nó đeo đẳng chú là trên 20 năm rồi, và trong những cái tháng gần đây đó, có nghĩa là trước Tết cho nó hoành hành trở lại, là chú phải đi bệnh viện 3-4 lần vậy đó, là nằm trên chắc trên một tháng. Mỗi khi mà trời lạnh như thế này là cái bệnh gút nó đau nhất chứ lắm. Hiện bây giờ thì đúng cũng ngày nào cũng uống thuốc hết để cho mình đi đứng lại được, để mình đi tác nghiệp rồi hoặc là đi tới lui rồi đó. Chứ thật ra bây giờ nó cái bệnh nó cũng chưa hẳn hết, nó có thể nó mang ra đến suốt đời luôn. Dạ. Và đôi chân nó cũng đi nó cũng còn chênh chọn còn yếu. Thì hiện nay cái bệnh gút so với cái nghề của chú thì cái nghề của chú là phải đi nhiều, đi nhiều nơi để tìm hiểu được những cái tác phẩm hay. Vậy thì cái bệnh của chú hiện nay nó có ảnh hưởng nhiều đến cái công việc của chú bây giờ? Thì cũng nhiều lắm chứ. Dạ. Nhiều khi hồi trước nếu được trường hợp mình đi chụp ảnh ở cái góc độ bình thường á thì không nói gì, còn có nhiều khi những tác phẩm mình chụp ảnh nghệ thuật á, cần ở góc độ cao phải leo trèo, thì bây giờ cái bệnh này mình không thể leo trèo được, nó là mình hạn chế, và đi đứng chạy nhảy vậy là nó cũng chậm chạp, nó yếu, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà với cái lòng đam mê của mình thì chú cứ còn ngày nào còn đi được, đứng được, còn cầm máy được thì chú vẫn tiếp tục thực hiện cái đam mê của mình. Dạ. Chú ơi, con khi mà con trò chuyện với chú á, con thấy ngón tay của chú giống như là nó bị khó, nó bị giống như là biến dạng, nó bị gu gu lên đó chú. Nó bị dạ. Nó có nhiều chỗ kia nó to hơn nữa, nhưng mà chú đã mổ rồi. Dạ. À, còn mấy này là chưa có mổ. Dạ. À, bàn chân đừng nghĩ nó u nần cái trăng, nó nhiều lắm, bị cù chỏ nào con biết, hồi trước nó như trái cam luôn hai bên nè. Dạ. Giờ nó mổ hết rồi, giờ nó đỡ nè, cho đó đây nó dung như vậy nè, chú không dám mặc áo tay ngắn luôn, như trái cam luôn, nó bự. Dạ. To nè, rồi mổ giờ nó cũng đỡ nó lành lặn, nó cũng đỡ. Khi mà bệnh đó chú, với lại cái công việc của mình đó, hiện nay thì cái thu nhập của mình nó có đủ sống cho chú không? Hiện bây giờ thì nếu nói về kinh tế thì mình dùng cái từ hơi đấm đuối, có nghĩa là chú hiện bây giờ chỉ dựa vào cái nguồn thu là đi chụp đám tiệc thôi. Dạ. Nhưng mà ở đây mình có cái nó bị hơi lép, cái là mình ở vùng quê hơi sâu á, không có tiệm, cho nên nhiều khi cả 2-3 tháng cũng không có thu nhập, cho nên cái nguồn thu nó chi thì nhiều mà thu thì ít, cho nên vì nếu nói về đời sống kinh tế thì đuối vậy lắm. Còn về mặt báo chí này kia, ảnh nghệ thuật này, từng cuộc thi mình có dự, mà đâu phải cuộc thi nào mình cũng có được giải đâu, nhiều khi cũng không giải. Còn mấy báo chí thì lâu lâu cũng có viết bài thôi, với hình ảnh gửi, thì cái đó chỉ có tiền cà phê với tiền chạy xe, tiền xăng thôi, chứ nếu nói cho cuộc sống thì nó còn hạn chế dữ lắm, nghĩa là hơi mệt về kinh tế. Dạ. Hiện nay thì thu nhập từ cái tiền nhận bút là chú là nhà báo, rồi tiền nhiếp ảnh, rồi hiện nay khi rồi đi chụp hình ở đám tiệc đó, tất cả các khoản đó thì chú thu nhập bình quân hàng tháng khoảng bao nhiêu tiền hả chú? Cái đó cũng không nói được, chứ không thể nói được. Dạ. Bởi nhiều khi có 2-3 tháng không có đồng bạc nào hết, rồi cũng không có bài viết nào hết, rồi ví dụ như được là được vào những cái tháng Tết mình gửi hình ảnh, mình viết bài này kia đó. Dạ. Hoặc là gần cái mùa Tết là cái mùa cưới người ta kêu nhiều thì có, còn bình thường không có là... À, không có thì mình không có nguồn thu nữa, cho nên mình tính bình quân cũng không được, cũng khó lắm, nhưng mình chỉ biết là thu ít mà chi nhiều vậy thôi. Dạ. Rồi chú ơi, mình có ruộng đất gì không? Ở đây thì nếu tính diện tích như vậy chú, vòng vòng đây chú được chắc khoảng ngàn mấy mét vuông. Dạ. Thì trong cái phần này cất nhà hết đằng trước còn có khoảng ngàn mét vuông thôi, thì chú hồi đó giờ mình sống về đúng là về bên văn hóa nghệ thuật nhiều, như cái nghề nông chú dở lắm,
cho nên cái phần trước khoảng 1000 mét này giao cho con nhỏ cháu, con người chị ruột á, nó qua nó canh tác, rồi thí dụ như có thu nhập gì thì nó cậu cháu chia nhau để sống thôi. Nhưng mà chỉ một năm chỉ thu hoạch có mùa thôi, mà sầu riêng thì mới trồng, nó mới thu hoạch được năm rồi mùa đầu, cho nên nó rất là cái nguồn thu nhập rất là ít. Còn hiện bây giờ cái mùa này thì mùa thứ hai chắc có lẽ khá hơn, như giờ gặp cái nước mặn lên cho nên cũng hơi đóng đuối à, không biết cái kết quả như thế nào. Dạ. Chú ơi, có một cái điều đặc biệt là khi con đến huyện Châu Thành của mình á, là ngoài ấp ngay ấp Tân Phú, xã Tân Phú, là khi mà nói đến hồ ngon hay nói đến bầu ngon là người ta đều biết đến chú, và đặc biệt không riêng cái xã Tân Phú, huyện Châu Thành mà ở Bến Tre là người ta cũng biết chú rất là nhiều. Có nghĩa là chú đã cống hiến cho nghệ thuật. Như con, theo con nghĩ thì khi mà chú hết mình vì nghệ thuật như thế mà chú lại sống cái cuộc sống đến thời điểm bây giờ, ở trong người mang bệnh mà về kinh tế nó lại vất vả, theo chú gọi là đắm đuối, thì chú nghĩ sao về cái vấn đề này chú? Thì theo chú, bởi vì mình suy nghĩ là mỗi người nó có một cái hoàn cảnh riêng, không ai giống ai hết. Nhưng mà tại vì mình quá đam mê rồi, quá đam mê cái nghề nghiệp mình, cho nên như nãy chú nói là còn sức là còn chiến đấu thôi, chứ mình cũng không biết tương lai như thế nào hết. Và có lẽ là tương lai nếu mà cái nguồn nước mặn không có thì chắc nó nhờ giả kinh tế vào cái miếng vườn ở phía trước. Dạ. Chú ơi, con nãy giờ con cũng có đi tham quan, con chỉ thấy là nhà chú chỉ có mình chú thôi. Vậy thì ở đây là nhà thờ rồi, có chú rồi con cái rồi sao chú? Thì coi như chú là cái trong gia đình tất cả có 6 anh em. Dạ. Chú là đứa con út của gia đình, cho nên thường thường ở quê mà cái thằng út thì phải gánh hết về vậy, như về nhang khói cúng kiến rồi đó. Dạ. Phải về để thủ, cho nên khi mà cha mẹ chết hết rồi chú phải về nhà thờ đây. Hồi trước chú có cái tiệm chụp hình đi chợ xã. À. Nhưng mà khi đó thì làm ăn cũng thất bại rồi, cho nên phải kéo về đây. Còn vậy là chú có 2 đứa con, bà xã với 2 đứa con. Nhưng mà do kinh tế nó eo hẹp quá, với cái mảnh đất này nó không thể cả gia đình nuôi sống được, cho nên bà xã cho mấy đứa con đi lập nghiệp ở trên thành phố. Dạ, vậy hiện nay là nhà chỉ có một mình chú thôi. Có một mình. Điều đặc biệt con thấy là khi chú, con thấy những cái có gặp những cô bác anh chị, và đặc biệt là gặp chú thì nó rất khác. Khác ở chỗ cái miệng của chú nói chuyện rất là có duyên. Mà con lại tìm hiểu qua Facebook là chú có thể qua YouTube là chú có thể giải giọng được là tiếng của các con vật. Mà người báo người ta phong tặng chú là chú nhiếp ảnh tắc kè. Rồi chú có thể nhái giọng được những cái vùng miền của đất nước mình, như là miền Trung, miền Bắc, miền Nam, hay là người già lớn tuổi. Hôm nay chú có thể biểu diễn cho cô bác anh chị nghe ở trên mạng, cô chú anh chị nghe về cái tài của chú. Tại vì mà trước khi biểu diễn, chú cho con hỏi như thế này. Cái khi mà chú biểu diễn như thế đó, thì đó là chú thích chú biểu diễn, hay là chú biểu diễn để khi mà mình chụp hình coi cho trẻ em hay những người khác thích? Coi như chú hồi nhỏ tới lớn là người ta nói cho chú là con người ưa rắn mắt, nghĩa là liếng khỉ đó, gặp cái gì cũng bắt chước, gặp gì cũng nhái. Yeah. Mà từ từ mình nhái với cái cũng hơi được. Đó. Rồi chú chỉ ví dụ như khi nào vui biểu diễn chơi thôi, hoặc là mấy cái lễ lọc hội nghị là người ta có yêu cầu á, hoặc là mấy đám tiệc rồi giới thiệu lên hát, mình già hơi hám đâu hát thôi kệ, mình cũng làm bậy tiếng kêu của vài con động vật cho giúp vui thôi. Chứ thật ra cái giả giọng này kia cái chú không có làm kinh tế, mà để phục vụ giúp vui cho thầy vui thôi. Dạ, chú thích làm cho nó vui thôi. Vậy bây giờ chú sẽ biểu diễn cho cô bác chị ở trên mạng cũng như cho con được chiêm ngưỡng về cái tài giả giọng của chú ha chú ha. Mình tìm hiểu mấy con vật chung quanh mình ở quê mà, cái mình bắt chước nó thì cũng tạm giống giống. Nhưng mà đặc biệt là có cắt kè. Cắt kè giờ nó mang cái thương hiệu luôn à. Ví dụ nó đi dự liên quan nhiếp ảnh ở khu vực đồng bằng không có lông á, hoặc lên thành phố Hồ Chí Minh, ta gọi là nhiếp ảnh cắt kè kìa. Đó. Cho nên cái con cắt kè là coi như tạm ổn. Rồi xin phép để mình làm cho cắt kè ha. Hãy bệnh miệng chút, để nhiều khi bị răng cỏ không có. Quá giống. Rồi tiếp cũng nhiều con nữa.
Ví dụ như là tới con nhái bầu, nhái bầu ở ngoài ruộng á. Dạ. Coi như trời mưa xuống ở quê thì nó sẽ có như con nhái bầu, nó kêu mình. Rồi tới nơi là tới con dê. Mà con dê này vô gia dòng được ba con. Con dê sùng sồn, con dê già. Dê con thì nó kêu. Còn con dê sồn sồn nó sung, nó có khí thế hơn. Còn dê già thì nó kêu không nổi, nó rặn không. Nhưng mà nhiều khi lắm lúc bị răng cỏ mình nó rụng hết rồi, cái nó không giống lắm. Chứ hồi trước cái hơi nó cái răng nó còn, cái hơi còn thì nó đúng nó giống khoảng 80%. Còn bây giờ thì đúng thời điểm này thì nó cũng không giống lắm. Rồi tới con chó. Làm biết chó gì. Dạ. Rồi tới con gà. Rồi tới con chim. Mà kỳ này chú đi có lần đi lên trên Củ Chi á, vô trong rừng thì nghe nó kêu mình giờ mà không thấy biết chim gì. Bị trong rừng mà chắc chim này nó nhỏ trong lớn, nó kêu. Rồi bây giờ một thêm cái nữa là con cu. Có nên ta gọi là chim gái, còn ở quê mình kêu con cu. Rồi tới con ếch, nãy nhái tấn ếch ha. Để coi còn cũng nhiều con mà để coi chú nhớ chứ giờ không nhớ được. Nên là cỡ đó được không? Có con bò nữa hay gì chú hả? À con bò nó quên, mấy dạ. Nhiều con chú nhớ. Bò. Ờ quá hay. Để coi coi còn con gì nữa. Rồi con gà lôi nữa. Dạ. Con gà lôi. Rồi thêm nữa là cái con gà nước. Người ta gọi là con khóm núm á. Dạ. Chiều những cánh đồng á, lúa chín nó về. Giờ tháng giêng 2, 3 nó kêu. Cái này ít ai nghe, nó bị thường thường giấc chiều tối người ta về nhà hết rồi. Không ai ở đồng nghe, mà vậy chú ở quê chú tham quan chú gặp chú nghe nghe. Cái gì vậy? Dạ. Rồi chơi chơi một số thì được ha. Dạ. Ôi, chú nghe chú giả giọng được rất là nhiều con vật vật mà con thấy rất là giống, nãy giống như con chim á. Chú nói ở Củ Chi chú đi đó, ở ngoài kia cũng có con chim kêu, con nghe nó giống giống sao, rất giống luôn. Dạ quá hay luôn chú ơi. Dạ chắc tại là chú quên một số con kêu được, nhưng mà tại chú quên nữa không. Con thấy chú ví dụ con chuột này chú làm cũng được, con chuột. Dạ. Có thời gian phải không chú, thấy là bán chuột á, chú đi tới 2 lần chú rình chú nghe rất cái một lần á, chú về nhà chú nằm võng chú kêu thấy 2 con chuột nó ló đầu trên móng xối là rồi vậy thành công rồi, chắc là đây là chuột con nó gì đó. À, cái này chú làm thấy cần bên cái mép nhiều, cái hơi cũng nhiều. Nghe tiếng con chuột. Dạ. Thì con có một vài số con mà giờ răng cỏ là hơi hám, không có, cho nên nó không có kính thơ giống như ngày xưa chứ. Ừ. Nhưng mà con thấy vậy là cũng rất là hay rồi, đâu có phải là ai làm được đâu. Cái đó là một cái biệt tài mà khó có người nào mà giả giống được.